Ở ruộng nhà mình là mình bón cái phân gì cho cái vụ này ạ? Cái này là coi như mình bón phân con lười, nhưng mà trước khi là coi như ở ngoài kia cái lúa vâng. Đất cái đó nó khác, cái này là cái đất lắm, đất hương lắm, đất tốt à, đất tốt, cho nên là mình rải cũng rải lót trước khi như cái kia, rồi sau này chỉ rải một lần là 25 kg nè, 25 kg có một lần màu phân con lười này, phân con lười, rồi lần sau không dám rải nữa, nay vẫn tốt bình thường. Thế ban đầu là chú cũng bón cho nó là mấy ký ure cho một công nè? 3 kg. 3 kg ure cho một công. 3 kg một công. Rồi lúa này lúa cấy ạ? Lúa cấy. Thế thì chúng ta cùng đi thăm cái ruộng ấy, thì lúc nãy của nhà chú Việt đây là ở bên kia thì là chú cũng lót 3 kg ure cho một công 1000. Thế sau đó là bón phân con lười làm 2 lần. Đấy, lần đầu là 25 kg, lần sau là 15 kg. Nhưng mà cái lô ruộng này là bao nhiêu hectare chú? Bao nhiêu mẫu? Coi như hectare là coi như là 55.000 là coi như là 5,5 mẫu. 5,5 mẫu nông dân mình thường gọi thì là mẫu. Nhưng mà cái bên này là chú chỉ có bón một lần 25 kg là dừng lại luôn. Dừng lại luôn, không dám rải nữa. Thì rải nữa là sợ nó dư. Dư. Nhưng mà hiện giờ nó vẫn còn tốt. Nó cứ xanh là tốt như này. Xanh hoài. Bụi nở to. Thế thì như chúng ta thấy là có những thửa ruộng thì là bọn chỉ làm 2 lần bón lúa cấy. Nhưng mà có những thửa ruộng vì là đất nó tốt quá. Thế mình bón 1.000 m² mà bón 25 kg nó đã tốt rồi thì không bón thêm nữa, và đây là một thực tế. Ở nhà chú Hai Việt ở Thủ Thừa, Long An. Đấy, thì không phải là cứ phải bón 2 lần hay là cứ phải bón là 3 lần. Nhưng mà mình đất coi. Tốt quá mình phải coi. Nếu đất tốt quá thì thôi. Tốt quá là thôi. Đến bây giờ là có đồng to rồi mà nó vẫn cứ xanh mà vẫn đẹp. Đấy. Không lẫu. Không lẫu luôn. Thế thì chúng ta thì để cho cái hiệu quả phân con lười đối với sản xuất lúa trên nhiều loại giống khác nhau và nhiều loại đất khác nhau thì chúng ta phải căn cứ vào cái đặc tính đất đai của người sử dụng đấy, và của chủ đất ạ, đất tốt hay là đất kém màu, hoặc là giống dài ngày hay giống ngắn ngày mà chúng ta quyết định nên là bón 2 lần hay là bón 3 lần, và có những chỗ chỉ bón 1 lần đâu. Mình coi như nếu mình làm ở trên cái thửa đất thì mình phải xem xét để mình rải phân, chứ còn nếu còn nó xấu thì mình rải, còn thấy nếu tốt thì dừng lại để, chứ còn thấy nếu có dư xuống đó là mình lấy trở lại không được. Vâng. Đó. Chẳng thà thiếu mình thêm. Đúng rồi. Cái quy trình của chúng tôi thì đưa ra một cái quy trình trên bao bì là quy trình chung thôi. Chứ còn cụ thể chi tiết hơn nữa thì có thể gọi điện đến số điện thoại của công ty tư vấn chi tiết hơn theo từng giống và theo cái từng chất đất. Nhưng mà cơ bản là chúng tôi khuyên cáo ở mức trung bình là đối với lúa cấy là bón 2 lần. Một lần là sau khi cấy xong thì chúng ta bón ngay. Và một lần đón đồng. Còn đối với lúa xạ thì chúng ta bón 3 lần. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên lúa cấy ở đây thì chỉ bón 1 lần thôi. Đấy, có 1 lần là nó cũng đã tốt rồi. Vâng, xin cảm ơn.